chân dung người vợ Tảo Tần bị đồn ôm con bỏ đi của diễn viên Nguyễn Hoàng. Trước khi vướng ồn ào, chị Trúc được nhiều người ngưỡng mộ vì là người vợ, người mẹ Tần Tảo, vừa một tay chăm sóc chồng con, vừa chăm chỉ làm việc. Những ngày gần đây, thông tin xoay quanh bệnh tình ngày càng suy yếu của diễn viên Nguyễn Hoàng khiến dư luận không khỏi bàng hoàng lo lắng. Sau khi bị bác sĩ trả về vì không còn khả năng cứu chữa, sự sống của nam diễn viên sinh năm 1967 chỉ còn được tính bằng từng ngày và sống ngày nào thì biết ngày đó. Trong khi đó, chị Trúc, bà xã của anh lại vướng khá nhiều ồn ào vì rộ tin vợ Nguyễn Hoàng ôm con và số tiền 400 triệu bỏ đi khi chồng đang hấp hối trên giường bệnh. Tuy nhiên, giữa tâm bão dư luận, chị gái của nam diễn viên đã lên tiếng đính chính minh oan cho em dâu. Theo đó, chị Trúc vẫn ở tại căn chung cư cũ ở Sài Gòn để chăm sóc con trai. Thỉnh thoảng, vợ của Nguyễn Hoàng vẫn sắp xếp thời gian để xuống Long An theo dõi tình trạng sức khỏe của chồng. Trước khi xảy ra lùm xùm trên, chị Trúc từng được khán giả ngưỡng mộ vì là người vợ Tần Tảo vừa hết lòng chăm sóc Nguyễn Hoàng trên giường bệnh, vừa lo cho con trai và trông coi việc buôn bán kiếm thêm thu nhập. Được biết, vợ của Nguyễn Hoàng tuổi đời còn rất trẻ. Thanh Trúc tuy sinh năm 1990 nhưng trông chững chạc và già dặn hơn so với số tuổi của mình. Trong lần chia sẻ với chúng tôi, chị cho biết sau khoảng thời gian cùng chồng đấu tranh cùng bệnh tật và lo chạy vạy cơm áo gạo tiền, Thanh Trúc đã gần như kiệt sức. Bởi khi còn khỏe mạnh, Nguyễn Hoàng luôn là người đứng ra chăm sóc vợ con từng ly từng tí. Tôi sợ lắm vì trước giờ anh Hoàng thương tôi đến mức không cho tôi đi làm, chỉ ở nhà chăm con, bao nhiêu lo toan anh đều tự xoay sở hết. Mãi đến khi anh bất ngờ phát bệnh, tôi cứ luống cuống, lúng túng như người từ trên trời rơi xuống đất, Thanh Trúc tâm sự. Những lúc nam diễn viên Bông Hồng Trà rơi vào tình trạng nguy kịch và phải nhập viện, bà xã và con trai luôn có mặt động viên anh vượt qua bạo bệnh. Khi anh chị em nghệ sĩ đến tận nơi gửi tiền ủng hộ Nguyễn Hoàng chữa bệnh, chị Trúc cũng là người giữ tiền và quản lý chi tiêu trong gia đình. Sau khi ông xã được xuất viện và đưa về nhà chăm sóc, Thanh Trúc đã mở một quán cà phê mang tên Nguyễn Hoàng ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh để kiếm thêm thu nhập lo cho chồng con. Chia sẻ với chúng tôi vào thời điểm đó, bà xã nam diễn viên cho biết, từ trước đến giờ chị ở nhà lo việc nội trợ nên khi gia đình rơi vào cảnh khốn khó, chị không dễ xin việc làm. Đó là lý do chị quyết định thuê mặt bằng để bán cà phê, thuận tiện cho việc chăm sóc chồng. Để tiện cho việc buôn bán, Thanh Trúc cho thuê nhà chung cư cũ và ở cùng với khách trọ. Tuy nhiên, do sức khỏe của Nguyễn Hoàng ngày càng suy yếu, nên được gia đình chuyển về Long An để thuận tiện chăm sóc, trị liệu. Riêng Thanh Trúc vẫn ở lại Sài Gòn để thuận tiện công việc và chăm sóc con trai ăn học. Thực hư tin vợ của Nguyễn Hoàng ôm con bỏ đi khi chồng thoi thóp bệnh tật. Mong báo chí đừng moi móc cuộc sống riêng tư của gia đình để mọi người hòa thuận, cùng nhau chăm sóc Nguyễn Hoàng vào những ngày cuối cùng, chị gái của Nguyễn Hoàng chia sẻ. Những ngày gần đây, cộng đồng mạng không khỏi đau xót khi hay tin bệnh tình của diễn viên Nguyễn Hoàng ngày càng trở nặng. Mới đây, anh còn bị bác sĩ trả về vì không còn khả năng cứu chữa. Sự sống của nam diễn viên chỉ còn được tính bằng từng ngày và sống ngày nào thì biết ngày đó. Tuy nhiên, điều khiến người bàng hoàng hơn cả là thông tin do chính anh Hà, em trai của Nguyễn Hoàng chia sẻ trên báo chí mới đây. Theo đó, chị Trúc, bà xã của nam diễn viên Bông Hồng Trà đã ôm con bỏ đi biệt tâm. Anh Hà cho hay, gần một năm qua, kể từ khi Nguyễn Hoàng được gia đình đưa về Long An điều trị, người bạn đời của anh hiếm khi lui tới và cũng không phụ giúp gia đình trang trải chi phí thuốc thang. Dù chị đang giữ 400 triệu tiền quyên góp của các anh chị em nghệ sĩ đã ủng hộ, giúp đỡ ông xã chữa bệnh. Tuy nhiên, khi chúng tôi liên hệ với chị Hồng, chị gái của nam diễn viên để tìm hiểu thực hư, chị hoàn toàn phủ nhận tin đồn vợ của Nguyễn Hoàng ôm con bỏ đi khi chồng đang thoi thóp bệnh nặng. Tôi không hiểu tại sao lại xuất hiện những tin đồn như thế. Trúc vẫn đang ở khu chung cư cũ tại Sài Gòn để chăm sóc con trai. Thỉnh thoảng em ấy vẫn sắp xếp thời gian về Long An theo dõi tình hình của chồng. Hoàn toàn không có chuyện vợ của em ấy ôm con bỏ đi. Càng không có chuyện Trúc giữ 400 triệu rồi mất tích biệt tâm, chị khẳng định. Về những lời chia sẻ của anh Hà, em trai Nguyễn Hoàng, khi nói về vợ của nam diễn viên trong bài phỏng vấn gần đây, chị Hồng cho biết, giữa em trai và vợ của Nguyễn Hoàng đã xảy ra một số hiểu lầm chưa thể hòa giải.
Trong lúc nóng tính lại lo lắng về tình trạng sức khỏe của người thân, anh Hà đã vô tình nói ra những lời không hay về chị dâu khiến nhiều người hiểu lầm. Bây giờ gia đình tôi đang rất rối bời vì sức khỏe của Nguyễn Hoàng ngày càng yếu. Thời điểm này chúng tôi không muốn có thêm bất kỳ tin đồn không hay nào xuất hiện. Gia đình tôi đâu phải là nghệ sĩ, càng không quen đối mặt với những ồn ào trên mặt báo. Chỉ xin báo chí đừng moi móc cuộc sống riêng tư của gia đình để mọi người hòa thuận, cùng nhau chăm sóc Nguyễn Hoàng vào những ngày cuối cùng, chị Hồng nghẹn ngào tâm sự. Chị lo rằng nếu để nam diễn viên nghe hay biết được những thông tin không hay về vợ đang xuất hiện đầy rẫy trên mặt báo, chắc chắn anh sẽ rất buồn và càng ảnh hưởng đến tình trạng của sức khỏe hơn. Được biết, nam diễn viên sinh năm 1967 vẫn chưa qua cơn nguy kịch và ngày càng có dấu hiệu suy yếu. Theo chia sẻ của chị gái Nguyễn Hoàng, cơ thể của anh bị ăn mòn từ bên trong. Nếu chỉ cần lên cơn ho hoặc bị sặc, anh có thể ra đi bất cứ lúc nào. Nguyễn Hoàng sinh năm 1967, quê ở Long An. Trước khi bén duyên với điện ảnh, anh từng là phóng viên thể thao của báo Long An. Anh được đông đảo khán giả nhớ đến nhiều qua vai diễn trong các phim như Người đẹp Tây Đô, Nợ đời, Trái đắng, Đất và Lửa, Bông hồng trà. Vào tháng 11 năm 2015, nam diễn viên 49 tuổi đã nhập viện vì tai biến mạch máu não. Sau hai lần phẫu thuật, Nguyễn Hoàng thường xuyên rơi vào tình trạng nguy kịch.